5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Tình trạng giả tu sĩ, linh mục, giám mục trên không gian mạng đang tràn lan. Vừa qua trên Facebook của linh mục Lê Công Đức, cha vừa đăng lên một tin khẩn cảnh báo về việc có kẻ xấu lợi dụng tên của cha để làm điều bất chính, trục lợi, lừa đảo. Xin anh chị em giáo dân và người quen cha hãy cảnh giác. Cha lên tiếng trên Facebook như sau. Cảnh giác! Có kẻ xấu đang dùng tên của tôi, Lê Công Đức và địa chỉ email để gửi thư lừa đảo bằng tiếng Anh đến một số người quen. Địa chỉ trên đã bị hack từ khá lâu rồi, nhưng đôi khi tôi vẫn dùng tạm được. Còn địa chỉ email chính thức của tôi lâu nay là một địa chỉ khác. Xin thông báo để quý thân hữu rõ. Hình sau đây là một email lừa đảo. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh, vượt thắng muôn tới đây. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con lừa chữa lành, những vết thương tâm hồn. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh, vượt thắng muôn tới đây. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con được chữa lành những vết thương tâm hồn. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh vượt thắng muôn tới đây. Xin Chúa đặt tay, xin Chúa đặt tay trên con, cho con được chữa lành. Xin Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh, vượt thắng muôn tội.